Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Viện Mỹ Channel. Và hôm nay trong cái chuỗi series Sinh viên EDX học gì, chúng ta lại cùng quay lại với những topic quan trọng trong bộ môn tâm lý học của thầy Nguyễn Đình Hùng. Ok, và hôm nay chúng ta đã bàn đến con người thứ mấy rồi ạ? Là đã bàn đến con cơ thể thứ 3, về việc là chúng ta phân tích trên cái phương diện chúng ta đóng vai là một người tâm lý học. Chúng ta là một nhà tâm lý học, chúng ta phán đoán và phân tích rằng người xem, rằng cái đối phương đó, cái đối tượng mà mình quan sát đó có phải là một người thiên về cảm xúc này, thiên về wisdom, thiên về ethics, thiên về gì ạ? Will hay không, đúng không ạ? Và cái topic hôm nay chúng ta bàn luận đó là về will, sự ý chí. Chúng ta hãy cùng phân tích rằng là một người bạn của mình hay là một người mình đang nói chuẩn bị đến đây có phải là một người thiên về ý chí hay không nhé. Đầu tiên, khi mà chúng ta trước khi nói đến cái khái niệm của ý chí thì mình muốn thêm một chút xíu nữa cái gia vị cho cái chủ đề hôm nay, đó là cái việc mà một người là một người thể hiện cái sự ý chí ra ấy, thì người ta phải có những phẩm chất sau đây. Đấy, đây là cái ý kiến riêng của mình, là mình bổ sung thêm thôi. Đó là việc người ta phải có gì ạ? Những cái ý chí, những cái phẩm chất ví dụ như là kiên trì, chăm chỉ và sự chủ động. Đấy. Tại sao lại là những cái ví dụ đó? Tại sao lại là những cái phẩm chất đó? Ok, bởi vì khi mà mình thấy được người ta, bởi vì ý chí là cái việc mà chúng ta phải khắc phục khó khăn mà, đúng không ạ? Thế cái việc mà chúng ta khắc phục khó khăn đó thì chúng ta phải kèm với những cái, ngoài việc chúng ta là có cái một cái sự nỗ lực nhá, thì chúng ta phải có sự kiên trì. Đấy, sự kiên trì sẽ đi liền với sự chăm chỉ. Chăm chỉ là kiên trì, đúng không ạ? Đấy, chăm chỉ và kiên trì nó thực ra là hai cái phẩm đức hoàn toàn khác nhau. Đấy, là một người chăm chỉ chưa chắc là kiên trì, nhưng mà là kiên trì, nhưng là một người kiên trì thì chưa chắc đã là kiên trì trong toàn bộ việc. Đấy, thì kiên trì đối với một số người chỉ là kiên trì ở một lĩnh vực nào đó mà người ta thích, người ta đam mê mà thôi. Đấy, còn chăm chỉ là gì ạ? Mình có thể hiểu rằng là sự chăm chỉ là mình có làm cái việc gì mà cũng chăm. Đấy, đấy là cái keyword quan trọng khi mà nói đến một người chăm chỉ hay là một người kiên trì. Ok, còn sự chủ động thì sao ạ? Sự chủ động thì đó là vì chúng ta luôn luôn có cái sự là tích cực hay là sự chủ động trong một việc hay một sự vật hiện tượng nào đó. Đó là ví dụ như là bạn làm bài về nhà đi, thì bạn phải có sự chủ động làm bài về nhà, không thể chờ người các thầy có nhắc được hay là các bạn nhắc được, đúng không ạ? Bởi vì như vậy bạn sẽ có cái tinh thần cực kỳ tốt để làm việc, để làm một công việc hay là một cái bài tập về nhà. Thì mình nghĩ ba cái phẩm chất này hoàn toàn phù hợp để chúng ta xây dựng một cái ý chí là kiên cường và vững chắc, đúng không ạ? Tiếp theo đó là về chúng ta cùng phân tích khái niệm để chúng ta hiểu rõ rằng là cái bạn đấy có phải là một người ý chí không nhá. Và mình xin bật mí lại cái người mà mình hay nói từ cái việc wisdom hay emotion ấy, đó là cái người bạn của mình, đây là Trường. Ok, về ý chí thì mình sẽ nêu lại hai cái định nghĩa chính của nó. Thứ nhất, đó là ý chí là cái khả năng mà bản thân mình kiểm soát được cái bản thân và cái quyết định của mình. Đó là khả năng trì hoãn cái sự tưởng thưởng đấy, và lựa chọn những cái phần thưởng lâu dài thay vì những cái món lợi trước mắt. Một cái định nghĩa nữa của sự ý chí đó là việc chúng ta, ý chí là mặt năng động của ý thức đấy, biểu hiện ở năng lực thực hiện những cái hành động có mục đích và đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn như mình vừa nói, đúng không ạ? Tiếp theo đó là việc chúng ta quan sát. Đấy, mình sẽ nói một chút nữa về, không nói về những cái lý thuyết dựa trên một người ý chí nữa. Đấy, mình sẽ nói những cái thực tế khi mà mình quan sát bạn Trường nhá. Đầu tiên khi mà mình, hôm nay là mình sẽ không nói về bạn Trường nữa và mình nói về bạn Lê Tuấn, bởi vì là mình cảm thấy bạn Trường và bạn Lê Tuấn ấy, thì mình cảm thấy là bạn Lê Tuấn có phần nhỉnh hơn về phần ý chí. Vậy nên mình sẽ phân tích bạn Lê Tuấn để các bạn hiểu rõ được cái sự so sánh, cái sự gì ạ, compare giữa mình và giữa bạn Tuấn và cái lý thuyết của cái sự ý chí. Ok, mình sẽ dựa vào cái nhãn quan của mình để mình phân tích rằng là bạn ý có phải là một người ý chí không. Đấy, mình sẽ dựa vào cái những cái biểu hiện, cái hiện thực khách quan mà mình quan sát được. Ví dụ như hôm trước mình có được lớp mình học môn Facebook và bọn mình có đưa ra bài tập về nhà, đó là việc bọn mình phải hoàn thành 10 cái nick Facebook và phải cho nó một cái target cụ thể, và sau một tuần sau chúng mình sẽ phải sâu ra nói những cái quy trình của chúng mình ra. Đấy, thì cái môn này thực ra là nó khó thì cũng không phải khó, nó chỉ yêu cầu sự chăm chỉ, sự kiên trì và sự chủ động thôi. Đấy, thì nhưng mà với những sinh viên mà, thì người ta sẽ luôn luôn sợ những cái gì mà chúng ta phải làm việc mỗi ngày, đúng không ạ? Đấy, và một điều mình cảm thấy rất là không phục bọn Tuấn, đó là việc bạn ý làm cái việc này rất là tốt. Đó là trong khoảng một tuần, trong cái thời gian một tuần đó thì bạn ý luôn luôn, ngày nào bạn ý cũng sẽ dành những thời gian nào đó dành cho việc làm bài tập Facebook này, mặc dù bạn ý phải xử lý những công việc ngoài cái việc làm bài tập nữa. Đấy, thì mình nghĩ là chắc chắn bạn ý phải là một người thích thú với Facebook nào đầu tiên nhá. Thì bạn phải là một người gì ạ? Chăm chỉ nữa. Thì bạn ý mới có thể làm một việc bạn ý cảm thấy rất khó, mà bạn ý cảm thấy khó nhưng bạn ý không nản nhá.
bạn ấy chăm chỉ mỗi ngày dành một thời gian, một cái khung thời gian thôi, bạn ấy làm Facebook đấy. Và đến khi cái hôm trước ấy, mà hôm trước mà cái kết quả mà deadline ấy, thì bạn ấy đã tự mình kiểm tra lại rằng là xem là à cái việc mình làm này nó có tốt hay không, cái việc mình làm này nó đã đến hiệu quả hay chưa đấy. Và đây là một cái ví dụ cực kỳ là rõ ràng để chúng ta phân tích bốn cái hành vi mà chúng ta cần phải control trong gì ạ, trong cái ý chí, đúng không ạ? Đầu tiên phải suy nghĩ, thứ hai là gì ạ, là cảm xúc, thứ ba là sự thôi thúc, và thứ tư cái cuối cùng đó là việc chúng ta phải kiểm soát hiệu quả ra sao. Thì cái ví dụ vừa rồi là một minh chứng rất rõ ràng. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái ví dụ thứ hai, sau đó mình sẽ phân tích cái việc bạn ấy suy nghĩ, cái việc cảm xúc, hay là phải thôi thúc, hay là cái kiểm soát hiệu quả như thế nào nhá. Thứ hai đó mình sẽ lấy ví dụ về việc vừa rồi là một cái chặng đường hơi ngắn, đúng không ạ? Thế thứ hai là mình sẽ nói về một cái việc làm mà không phải là về việc học hành, mà là việc bạn ấy tự mình sửa chữa, hay là tự mình nghiên, hay là tự mình trải nghiệm những cái công việc về gì ạ? Sửa điện này, hay là công việc sửa điện này, hay là cái công việc mà support cho nhà trường đấy. Đây là một bạn ấy tự nguyện trải nghiệm. Thì thực ra cái việc mà sửa chữa hay trải nghiệm này thì nó kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đều làm được và đều yêu thích cái công việc này. Nhưng bạn ấy thì sao ạ? Bạn ấy thì làm, mặc dù bạn ấy không giỏi, mình nghĩ là chưa, không thể giỏi bằng những cái người mà theo về kỹ thuật, đúng không ạ? Thế nhưng bạn ấy có một cái tinh thần cực kỳ là rõ ràng về cái bộ môn này, về cái việc sở trường này. Đấy, đầu tiên đó là về suy nghĩ. Đấy, suy nghĩ là gì ạ? Bạn ấy sẽ trải nghiệm và trải nghiệm cái việc là mình sẽ thử làm một cái việc thực tế, đó là việc chúng ta sẽ lắp cả một cái ổ điện cho một cái trần nhà. Có nghĩa là gì ạ? Nó không chỉ đơn giản là một cái tiếp điện nhỏ nhoi cho một cái căn phòng nữa, mà nó là cả ổ điện cả một cái khu, cả một cái tầng, nó rất là rộng đấy, phải gần 500 m². Thế thì bạn ấy trải nghiệm như vậy là một cái quyết định liều lĩnh. Thì bạn ấy suy nghĩ gì ạ? À, mình sẽ làm được, mình sẽ trải nghiệm. Thì trong đó, khi mà mình đã phân tích ngày trước, khi mà có sự ý chí, có sự suy nghĩ đó, thì bên trong những cái suy nghĩ về mình muốn làm thì nó cũng sẽ đan xen vào những cái suy nghĩ khác, đúng không ạ, mà chúng ta không thể kiểm soát được. Đấy, thì đây bạn ấy có một suy nghĩ là gì, mình đoán nhé, là bạn ấy có một suy nghĩ là mình sẽ làm cái này bởi vì đây là một công việc cực kỳ là thú vị và mình cảm thấy là mình nên trải nghiệm để mai sau mình có nhiều kinh nghiệm hơn, đúng không ạ, mình lấy vợ mình sẽ sửa được nhiều điện hơn, đúng không ạ. Đấy, thứ hai đó là về phần cảm xúc. Khi mà bạn đi sửa đấy thì bạn ấy cũng có những khó khăn, bởi vì là sửa điện nó không phải là đơn giản như bạn nghĩ đâu đấy. Và con gái thì mình rất là sợ rồi, đúng không ạ? Đấy, thì bạn ấy đã có những cảm xúc, thì mình nghĩ rằng là nắm lúc nhá thì bạn ấy thấy mệt, nắm lúc thì bạn ấy thấy mỏi, nắm lúc bạn ấy thấy một chút là hơi khó khăn, lúc bạn ấy thấy ngày thì bạn ấy rất là kiên trì luôn. Bạn ấy rất là kiên trì, bạn ấy luôn luôn lấy cái khó khăn, luôn luôn lấy cái gì ạ, mệt mỏi để bạn ấy làm cái tích cực trong cuộc sống. Bạn ấy nghĩ rằng là mình làm thế này là mình sẽ tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm. Thứ ba là sự thôi thúc. Sự thôi thúc là gì? Là cái việc mà chúng ta nghĩ như vậy thôi, à mình sửa đấy, à mình học đấy, nhưng mình làm gì ạ? Mình cái sự thôi thúc ở đây, cái ý chí làm việc ở đây đó là việc bắt bạn phải làm việc luôn lập tức và không cho bạn ngồi nghỉ. Cái việc bạn nghĩ hay cái việc bạn cảm xúc ấy, thì lúc ấy vẫn chỉ là nghĩ thôi, mà bạn chỉ tạo cái năng lượng cho bản thân mình thôi. Còn sự thôi thúc là chúng ta phải gì ạ? Phải action. Đấy. Thế thì bạn nghĩ là mình nghĩ là trong một khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng đó bạn ấy làm liên tục, thì mình nghĩ cái sự thôi thúc của bạn ấy cực kỳ lớn, đúng không ạ? Bạn ấy cảm thấy là cái việc này là mình làm để vui, hay là để mình có kinh nghiệm, hay là mình để trải nghiệm cuộc sống này, thì đều là cái việc bạn ấy suy nghĩ tích cực. Và cuối cùng đó là cái việc kiểm soát hiệu quả. Cái việc này cực kỳ quan trọng nha, bởi vì đó là cái tầng cuối cùng của ý chí, cũng là cái tầng khó nhất để một người có thể thể hiện được cái mình có phải là một người ý chí mạnh mẽ hay không. Đấy, thì có một điều mình cảm thấy rất là khâm phục bạn ấy, đó là việc khi bạn ấy sửa xong nhá, bạn ấy sẽ không nhờ ai hết, bạn ấy tự mình kiểm chứng, mà tự bạn ấy sửa điện sống này, bạn ấy tự mình kiểm chứng rằng là à cái việc này đã cái việc mà điện chạy như này đã tốt hay chưa, điện an toàn hay chưa, lắp đặt kỹ càng hay chưa. Đăng hết tất cả, bạn đi trải nghiệm hết tất cả rồi thì bạn đi mới dám đưa ra cho một cái dám đưa ra để cho người khác check đấy. Thì mình nghĩ là nếu như ai đã đạt đến trình độ này rồi ấy, thì là một người cực kỳ có nhiều sự ý chí bên trong cơ thể của bản thân mình đấy. Bởi vì là con người mà, hay là mình nói đơn giản như sinh viên đi, hay là một số người kể cả lớn hơn chúng mình đi, thì người ta cũng không có một cái suy nghĩ là chúng ta sẽ phải kiểm soát hiệu quả đâu. Có nghĩa là chúng ta chỉ làm thôi, biết đấy. Ví dụ như việc mình đã tìm hiểu về những cái lý thuyết mà nó khá đau đầu đi, về những triết lý, thì mình tìm hiểu đấy, mình tìm hiểu ví dụ lý thuyết đó đến tận cùng là có 10 trang, nhưng mà thường thường sinh viên chỉ tìm hiểu một trang là đã có thể nó cơ bản được rồi đấy. Thì những ai mà kiên trì hơn nữa thì là 2 trang 3 trang, và mình thì mình có thể tìm đến 4-5 trang, nhưng mình thường thường mình sẽ không tìm đến 10 trang, bởi vì mình sẽ
không có một cái mình gọi là mình thứ nhất là mình cũng không có một cái tinh thần có tìm hiểu quá nhiều. Đấy, mình thích tìm hiểu nhưng mà mình không biết cách tìm hiểu như nào là thứ nhất á. Đấy là mình chỉ đang nói kiểu như là mình đang ngụy biện bản thân mình đúng không ạ? Đấy. Đấy, thì mình có một cái tinh thần là mình cảm thấy mình không tìm được là mình sẽ không tìm. Đấy, mà mình nghĩ kinh nghiệm những bạn ấy đều có suy nghĩ như vậy, đúng không? Đấy thì cái việc kiểm soát hiệu quả đây là việc chúng ta phải gì ạ? Chúng phải tìm kiếm hết cả 10 trang đó, tìm khi đến khi là chúng ta truy vết ra vấn đề thì thôi. Đấy, thì ở đây mình thấy bạn Tuấn là một người làm điều này khá tốt và mình cảm thấy rất là khâm phục bạn ấy. Ok, đấy và đấy là cái ví dụ nó nói hết lên cái bốn cái hành vi mà chúng ta có thể control được đúng không? Đấy. Thì mình nghĩ là bạn Tuấn là một người thiên về cái ý chí này và mình dựa trên thang điểm 10 thì mình sẽ cho bạn ấy được khoảng 7 điểm, bởi vì mình nghĩ là một khi ở độ tuổi 19 này thì vẫn chưa thể nào mà có được cái kinh nghiệm sâu sắc cũng như cái trải nghiệm sâu sắc đâu. Vậy cho nên mình nghĩ là bạn cần phải có những cái kinh nghiệm nữa và hơn trong tương lai thì mình chỉ tạm thời cho 7 điểm thôi. Đấy là cái suy nghĩ của mình nhá. Đấy. Và rất cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Nếu như mình nói có những cái điều gì mình thiếu sót về kiến thức và ý chí thì các bạn có thể comment để cho mình những cái ý kiến những đóng góp tích cực nhất nhá. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những cái video lần sau. Và nhớ nha, chủ đề tiếp theo của chúng ta đó là gì ạ? Về phần đạo đức. Ok, bye bye.